Hello, chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục series Call of Duty. Và đây sẽ là phần Call of Duty Modern Warfare 2 Remaster. Thì ở tập trước thì mình đã chơi Call of Duty Modern Warfare 1 rồi, cũng bản Remaster luôn. Còn lần này mình sẽ chơi phần 2 nhưng mà bản Remaster. Bản này thì mình chưa bao giờ chơi cả. Chưa trong mình là một mặc dù một là fan của Call of Duty nhưng mà mình chưa bao giờ chơi bản này cả. Tựa game này cũng có trên gần chục năm rồi, không tới chục năm đâu, nhưng mà cũng rất là lâu rồi. Và đây là cái bản làm lại, bản làm mới. Thì ok, vào game thôi. Get go. À thế không? Trên này nó cũng ghi nè. Là cái bản game này tất cả cái chỉ là làm lại, nó y chang như hay cái bản 2009 luôn. Ủa, Call of Duty Modern Warfare 2 là cái 2009 à? Ủa vậy mà mình cứ tưởng mới ra chứ. Ok, vào game, let's go. Tại vì, vậy mà mình cứ tưởng là nó ra tầm 2000 mười mấy chứ. Thì ra là ra năm 2009 à. FNG hả? Captain Price nè. À cái câu này là ở Call of Duty Modern Warfare Remaster nè. Lúc mà mới vào game á, thằng ông nội nó hỏi là shop là cái loại tên gì kỳ lạ vậy đó. Chuẩn luôn, chuẩn luôn. À cái này đang flashback lại Remaster thôi. Này thì chết rồi, thằng đầu chọc đó thì chết rồi, mình giết nó rồi, không phải lo. Đây, Zakaev đây nè. U là trời. Nhớ lại kỷ niệm quá, mặc dù mới chơi mấy tháng trước thôi nhưng mà nhớ lại kỷ niệm quá. Bam. Ok, vào game chưa? Vào game chưa? 5 năm sau, tức là năm sau cái sự kiện mà giết thằng Zakhep ở phần 1 á. Moscow, Nga hả? Change, the more they stay the same. Boundary shift, new players step in, but power always finds a place to rest its head. We fought and bled alongside the Russians. We should have known they'd hate us for it. History is written by the victor, and here I am thinking we'd won. But you bring down one enemy and they find someone even worse to replace him. Locations change. The rationale, the objective. Yesterday's enemies are today's recruits. Train them to fight alongside you and pray they don't eventually decide to hate you for it too. Joseph Allen. Same shit, different day. You know what I'm looking for, Sergeant Foley. Keep your eyes open.
Got a new batch hitting the pit today, sir. I'll send you the best I find. Bây giờ mình sẽ vào vai Joseph Allen của đội Power Ranger của Mỹ á. Ranger, đội Ranger phải Power Ranger nha. Ok, mình ở Afghanistan. Welcome to Pull the Trigger 101. Private Allen here is going to do a quick weapons demonstration to show you locals how it's done. No offense, but I see a lot of you guys firing from the hip and spraying bullets all over the range. You don't end up hitting the damn thing and it makes you look like an ass. Private Allen, show them what I'm talking about. Okay, bây giờ mình sẽ làm mẫu cho tụi này hả? Làm mẫu cho tụi này bắn hả? Bắn cho tụi nó xem. Đồ, nó khẩu gì đây? M4A1 à? Ok. Easy, bá đồ quỷ này easy cái gì? Nghĩ sao làm khó được mình đúng không? Easy. À bấm cái này để xem nhiệm vụ à. Đúng rồi, tất nhiên rồi. Có routine nào chả vậy? Bấm tab cũng sẽ được nhiệm vụ nè. Crouch first, then aim down your sight at the target. C hả? Nó kêu mình phải bắt buộc bấm chuột phải để nhắm. Nhảy qua không được hả? Nó cho mình nhảy qua hả? Now if your target is behind light cover, remember that certain weapons can penetrate and hit your target. The private here will demonstrate. Ok, bây giờ mình sẽ bắn xuyên qua gỗ. Ngầu liền. Sợ lên. Cũng y chang phần 1, phần 1 cũng bắt mình tập như vậy trước khi vô game vậy nè. Ok, nó kêu mình lựa lựu đạn đi. Trái nào đây? Khỏi, lấy 4 trái luôn. Nè, à bấm chuột giữa được luôn hả? Giờ mới biết luôn, tưởng đó giờ cho DT cho bấm chữ G thôi chứ. Ngon lành liền, ngon lành liền. Cho lấy thêm không? Nên cho mình lấy thêm à? Ok. Ôi trời trời, lâu rồi. Mấy tháng trời rồi mới đụng vô Call of Duty các bạn. Một fan chân chính như mình thì không thể nào mà bỏ lỡ được các phần đâu có được. Nếu có thời gian mình chắc chắn sẽ lại chơi những cái phần đầu tiên như phần 1, phần 2, phần 3 nè. Chắc chắn luôn. Nếu có thời gian mình sẽ quay lại chơi những phần đó, nhưng mặc dù những phần đó thấu xấu thiệt, xấu dã man luôn. Ok, đi tham quan coi. Ý... Hello anh trai. Bắn nó được không? Không chùm. Ha, bắn gì mà không mặt mặt điềm tĩnh vậy? U là trời, anh trai này có vẻ cái gì gọi là tâm bất biến ở giữa dòng đời vạn biến. Nó căng thẳng nha. Ý, chơi bóng rổ nè. Chơi cái với. Hello. Hello homie, what's up homie? Đây. Hứ. Đó, đây. Để nó cản cho. Để nó cản cho. Này. Để xem bắn chơi bóng rổ được không. Nó không cho mình bắn các bạn, nó không cho mình bắn. Oh. Ui là trời. Hello anh Cornuier. Tên ngu vậy. Brave. Em hay à. Mình nghĩ mình chưa chơi cái phần này bao giờ. Nhưng mà mình nghĩ cái phần mà chưa làm lại á, nó cũng cỡ cỡ ngang ngang cái Call of Duty Modern Warfare thôi. Còn Modern Warfare 2 thì chắc cũng cỡ cỡ thôi à. Còn phần này nhìn chắc chắn là đẹp hơn rồi. Mới làm lại mà. U là trời, máy làm chi tiết thật sự luôn á. Game làm chi tiết quá. Ok, chưa vô đây. Hello anh trai. Dun. Má tên gì bắt ơ vậy? 6 là gì? 6 là xem súng à. Oh, 6 là xem súng à. Ooh. So you already got your sidearms. Do me a favor, try switching to your sidearm. Ok, nó kêu mình qua bên hông để là để bắn tập. Quân đâu vui đây. General Sep. Sep. Ok. Thật nó là Sep à.
Để mình xem coi có gì loot được không. Ui game đẹp quá, game đẹp quá anh trai. Ok, mình có còn cái súng nào để mình xem nữa không? Hay ha, có bây giờ có chế độ không biết là trước đây là đã có rồi hay sao, hay là vô phần làm lại này mới có ta. Ok qua đây là sao ba, vô sao mấy cái mình qua bên hông là cái gì mà đây này, đây này, đây rồi, đây rồi. Có súng, có súng, có súng. Skyline hả? Skyline có đẹp đâu. Skyline này là của ai, của hãng nào sản xuất ta? Ủa, sao súng vậy? MP5K. Cái này là gì? ACA. Súng này lạ quá. Không biết súng này. Từ từ anh trai. Thôi, lấy khẩu này đi. Có một khẩu dài thì lấy một khẩu ngắn nữa. Khẩu này mấy khẩu SMG này bắn nhanh. Má tí thì bắn vô nhỏ rồi. Mày quá, xin lỗi em trai nhưng mà tí nữa anh bắn vô em rồi đó. Đấy. Thở sang súng này đi. Ôi trời ơi. Dùng cận chiến à. Ok easy. Thiệt là easy. Làm gì đây? Ôi trời. Easy. Mình tốn 54.9 giây để hoàn thành nhiệm vụ. Ngon lành. Nghe chưa? Thấy tôi bắn ghê chưa anh trai? Đừng có thấy người ta là mẫu đó. Ồ. Khẩu này là khẩu gì? Đu đu. Xịn. Spat hả? Thôi 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 thôi. Cầm mấy khẩu này phò lắm. Trả lại lấy khẩu M4A1 đi. Ờ cầm M4A1 cho ngầu. Hay Skyline ta. AC thì có holo. Ok. Cái gì vậy? À bây giờ mình sẽ chọn chế độ chơi game. Thôi chơi bình thường thôi. Nhớ tập trước chơi máu chó để gần khó nhất luôn. Chết, chết như rạ vậy. Cái gì vậy? Mấy kia mình cầu hả? Cầu nào gần đây có xảy ra cái gì á? Ok. Sao tao thua rồi? Đang loát, đang loát, đang loát. We are the most powerful military force in the history of man. Every fight is our fight. Sếp phần này, sếp phần đã nói là cái thằng nãy đang đứng nhìn mình á. Ông nói mình là một trong những quân đội thiện chiến và mạnh nhất thế giới. Học cách sử dụng các vũ khí chiến tranh hiện đại sẽ tạo ra điểm khác biệt. Chúng ta không được cho tự do, nhưng chúng ta có thể biết được làm sao để có được nó. Sure it matters who's got the biggest stick, but it matters a hell of a lot more who's swinging it. This is a time for heroes, a time for legends. History is written by thằng này, thằng già này nè. Generals. General, chắc không phải cái tên đó, chứ là cái chức gì đó mà mình không biết dịch cái tiếng Anh nó là cái gì. Team player. PFC là gì ta? Đây cái cầu này đây. Đi. Ôi mẹ ơi, gì vậy? Mới vô trận chưa làm gì. Nguyên khẩu bazooka ngắm thẳng vô người rồi. Dạ, get go. Get go, get go.
Cái gì vậy? Khoan khoan, cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Giờ mình phải bắn tụi này hả? Ồ, bắn em thế nhỉ? Easy. Easy. Má, nó cầm bazooka kìa. Chú phù hộ anh em. Chú phù hộ bạn. Bấm số 3 để dùng M03 để bắn lựu đạn. Ok. Nhắm ngay để đây nè. Đó, dính nè. Đó, easy. Tiếp nè. Chết. Easy. Dính liền. Đây. Mày nè. Còn một trái cuối cho ai đây. Nó chết rồi. Qua đây. Mày nè. Bắn tiếp hả? Đù. Cầu đâu ra vậy? Mày. Ba đồ quỷ này. Mày nhóc chạy, nó chạy rồi. Đi vào, đi lên xe. À. Cầu bị gãy. Nó gắn thêm, nó bỏ, có chắc là có cái hệ thống gì cầu giả đây nè. Đúng rồi, hệ thống cầu giả đây nè. Xịn ha. Má xịn vãi. Lên chỗ nào? À, qua đây. Chào anh em. Tôi tới đây. Damn bro, má cầm số nòng sấy luôn hả? Hey Dave, which one is it? Is it the one on the left or the right? The one on the left. Hey, isn't this danger close for the task force? Come on, since when does Shepard care about the task force? Tụi nó đang bàn cái chỗ nào chiến đang bàn chiến dịch các bạn. Má nó bắn gì dã man vậy? Dona, má tên Dona. Chi Hôn, thằng này chắc là thằng Hàn Quốc rồi. Mình thích Call of Duty được cái là lính á, mỗi người một tên, không ai giống ai hết. Không biết thiết kế này có khác không? Trời đủ mấy tòa nhà giòn vậy, dễ bể vậy. Nói anh em mình giờ đi càng quét cái khu Afghanistan này nè. Băng qua con đường Elizabeth. Test thử rồi. Bắn đã nha, nghe tiếng bắn đã nha. Bắn 10 phết. Đây tụi nó đây. Không. Má hết hồn ba, cứ tưởng ai lại phục kích. Tụi này có phải tụi lính. Ủa cái lá cờ của bọn khủng bố nè. Nó kêu là không nên bắn, không được bắn thằng này. Thằng đồng đội kêu là nó sẽ cá, là tụi này sẽ giết mình. Nhưng mà không có. Cái gì vậy? Nó kêu trên nóc nhà hả? Bắn gì hả mấy anh trai? Bắn à. Mày chết mẹ cái gì vậy? Có thấy cái gì đâu mà bắn. Con mất chứ không phải cho thấy. Đồ má đây nè. Má đứng trên mất rồi bắn bazooka thì bố ai bắn lại. Đó. Chết mẹ. Mới vô game đừng có chết ba. Trời ơi. Mới vô game đừng có chết. Rối quá à. Mày ba vô ca hả mày. Thôi má đè đại đi. Dính ai dính. Rồi lú luôn. Ôi giời ơi lú luôn. À,
À, nó bắn trên kìa. Lái chi nó trên nóc nhà kìa. Chạy 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 chạy. Ôi mẹ ơi. Ok. Mày ra đây. Mày đưa cái đầu mày ra đây. Mày đưa cái đầu mày ra đây. Từ từ anh cha để em giết tụi này đã. Má nó dám bắn mình. Kìa kìa kìa. Ngay đầu liền. Clear. Clear rồi, clear rồi. Có súng gì xịn xịn đâu cho mượn xài, xài ké coi. Má căng thẳng quá, tụi nó đứng trên này phục kích nè. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Nó kêu mình ném flash kìa. Nổ nè. Đó thấy chưa. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Cái gì vậy? À, tụi nó đứng cái sợ tụi nó bắn vô nè. Bắn ngoài này bắn, đứng, tụi nó đứng ngoài này bắn vô mình nè. Bắn hộ bạn ơi, bắn hộ bạn ơi. Ok, clear rồi, clear rồi. Bây giờ mình sẽ tấn công vào cái trường học này. Đi cẩn thận vào mấy ba, đặt mìn bây giờ. Má nó gài mìn, nó chết mẹ quá. Đó, 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 đó. May ghê, nhắm sẵn. Nhắm sẵn vô là chí thôi. Đi chưa? Hết hồn má. Ok, clear. Phòng này clear rồi. Đấy. Được, cầm MP5 bắn bắn thích thiệt luôn á, bắn nhanh á. Để xem. Ok, clear. Biết ngay mà. Đóng đây. Bình tĩnh, bình tĩnh. Easy. Bắn hộ em ơi. Easy. Đây, RBK đây. Á, RBK mở gắn X4 nè. Nó ảo thật. Nó gắn vậy sao bắn giật chết mẹ được. Đấy, RBK bắn vậy nè. Nó cái chân mà cái tưởng cái đầu thằng nào. Lòi ra. Ok, clear, 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 clear rồi, clear rồi. Nó đang gửi ai qua phương tiện vận chuyển tới cho mình. Rồi, quét sạch được cái trường rồi đó. Khoan, bình tĩnh. Ủa cái gì vậy? Ủa là sao cái tay mình đang cầm kiểu gì vậy? Ủa, game bị lỗi hả? Mình vẫn chưa hình dung được cái tay cầm sao luôn á. Nè. Là à, là lấy ngón cái nó cầm lên trên luôn. Chết mẹ, sorry. Sorry, sorry đồng đội yêu quý của mình. Máy càng đang cháy. Đấy, cầm máy cầm súng này thì sấy đã luôn. Má ngầu. Clear, clear rồi, clear rồi. AK à. Má AK gắn scope gì mà gần quá. Ok, AK phóng lựu. Đúng không, phải phóng lựu, phải phóng lựu không? Làm sao để chuyển qua phóng lựu ta? À, bấm số 3. Ủa, hết hồn má, tính bắn luôn á. Ok, ok, tới nơi, tới nơi. Hello anh trai. Ok, nó kêu mình lên chopper, nó lên kêu chiếc thằng má. Má, nhiệm vụ đầu tiên hay ha. Vậy là hết nhiệm vụ rồi hả? Vậy thì ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái series này, cũng như là tập đầu tiên của series Call of Duty
Modern Warfare Remaster phần 2. Ok, nếu các bạn thấy hay thì hãy like và subscribe ngay bên dưới để mình có thể có thêm động lực cũng như hãy nói cho mình biết là những điều mình cần cải thiện ở các video sau. Ok, cảm ơn các bạn. Bye bye.